Vâng, đây là hình ảnh đi vào đường dẫn cầu Cần Thơ, một trong những đoạn đường huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trên mặt đường thì thường có nhiều mố cầu, nhiều cái mố ở các nắp cống, ống cống, móc mô làm cho xe phương tiện xe đi lại rất là khó chịu, rất là mau, hỏng hóc, đặc biệt là các loại xe cấp cứu, xe chở hụt vịt, xe chở nông sản cho bà con miền Tây đi đến các nơi. Còn đây là một tài xế, anh này tên là Đình Tuyển. Vâng, đang đi trong cái mùa dịch nên là đeo khẩu trang trong xe luôn. Lượng mặt đường được cái nó tốt hơn rất là nhiều, cao rất là mấp mô, và đây là các cái phương tiện cơ giới có thể mà để mà cái việc có thể anh ta chưa có bằng lái. người dân gặp rất là khó, chưa kể là nó nguy hiểm. Và đúng là như vậy thật. Mố cầu mố cống mà rất là thực ra là một cái người mà lái xe chuyên nghiệp rất là rành, mặc dù là chưa có bằng lái.